Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính rà soát trình Quốc hội kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng VAT 2% đối với hàng hóa dịch vụ đang chịu thuế suất 10% từ giữa năm 2024, tức là thêm 6 tháng thay vì kết thúc vào cuối năm nay. Nhiều người dân và doanh nghiệp rất trông đợi chính sách này được thông qua. Chị Đặng Thị Hiền ở phường Hải Châu 1 cho biết, năm nay thu nhập của gia đình chị giảm sút, nhưng nhờ việc giảm thuế VAT từ đầu tháng 7 đến nay đã giúp chị tiết kiệm một khoản chi tiêu khi mua sắm trong thời điểm khó khăn. Chị mong chính sách này tiếp tục kéo dài sang năm tới. Thấy là nếu nhà nước mà có chính sách hỗ trợ VAT giảm giá, giảm thuế thì doanh nghiệp người ta cũng thể giảm theo từng cái mặt hàng. Thì người tiêu dùng người ta cũng có những cái cơ hội để mà người ta có dư ra một ít tiền, người ta có thể dùng tới những cái sản phẩm khác. Với các khoản chi tiêu nhỏ, trị giá vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng, giá trị nhận được sau khi giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng là rất thấp. Nhưng với những người tiêu dùng nông thôn như bà Liễu, giảm được bao nhiêu chi phí tiêu dùng mỗi ngày đều đáng quý. Rõ ràng là nhà nước mà có chế độ giảm giá thì nhân dân rất là lời, rất là nhờ. Nhờ rộng quá đối cả siêu thị nữa thì rẻ hơn là mình mua ở chờ họ không giảm những phần trăm nữa. Chính sách giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng cuối năm 2023 đã phát huy tác dụng, không chỉ hỗ trợ người dân mà còn kích cầu tiêu dùng. Nhiều doanh nghiệp muốn chính sách này kéo dài không chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024 mà đến hết cả năm tới. Giờ rằng là chúng tôi thấy là cái nhiệt độ khách hàng mua sắm có tăng lên. Chúng tôi thực sự rằng là nó cũng còn khá là mới, nhưng mà chúng tôi ghi nhận rằng là cái việc giảm thuế này nó cũng giúp phần để mà kích cầu được cái việc tiêu dùng. Chương trình trước chính phủ áp dụng là rất là tốt, nó khuyến khích cầu, nó giảm được tiêu dùng, nó giảm được chi phí cho người tiêu dùng. Thì cái chương trình này tôi mong rằng chính phủ cũng sẽ thông qua và áp dụng cho tất cả các toàn bộ sản phẩm, chứ không phải là khoảng 50 hay là 60 sản phẩm như cái chương trình trước. Cùng quan điểm trên, đại diện VCC cũng cho rằng nên tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024 để tạo đà tốt cho khôi phục kinh tế, tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Việc giảm thuế VAT không chỉ hỗ trợ người tiêu dùng, hệ thống bán lẻ mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất của doanh nghiệp. Giảm để mà tăng, bởi vì khi giảm thì người dân có động lực để chi tiêu nhiều hơn, doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn, các hoạt động kinh doanh diễn ra sôi nổi hơn. Thì như vậy là khi mà các hoạt động kinh tế được thúc đẩy, được phát triển hơn thì họ lại đóng thuế. Theo cơ quan thống kê, tính chung 9 tháng năm 2023, tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tại Đà Nẵng đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng gần 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng quý 3, thời điểm bắt đầu giảm thuế 2% VAT, doanh thu đạt gần 18.000 tỷ, tăng 3,8% so với quý 2 và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này cho thấy sức mua đang có xu hướng phục hồi.